Rồi, mến chào tất cả các bạn đến với kênh Thầy Toàn Vlog nha. Thì đây là đố các bạn biết ở đâu ạ? À, đây là cầu chợ Kinh Tư nha các bạn. Cầu xưa người ta gọi là cầu số 3, lộ 908 á. Chợ Kinh Tư thì nằm bên kia sông. Rồi giờ mình sẽ thăm bẫy từ đây về nhà nha các bạn. Nên là cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên mình có đặt cái bùi lùm này hai cái vậy đó. Mình vô thăm luôn. Bạn xem thì nhớ cho mình một like nha và một đăng ký. Like đưa con tay lên nha bạn, đừng đưa tay xuống nha. Đập đây cái không dính rồi. Rồi đầu tiên thôi, cái kêu chất lớp kìa ta, chất lớp à, cái đầu tiên cái kêu chất lớp rồi không dính nha bạn. Rồi giờ mình ấp máy mình đi tiếp, khi nào có mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây một cái bề phim dính chứ trời, dính nó bề phim chứ không dính. Đây một cái các bạn, đây lùm. Rồi cái này cái thứ hai bạn, cái nãy cái kia dính con nè, cái này đây nó cái kia nó bị gớt gặp xong nãy mình không có quay. Rồi giờ đi tiếp nha các bạn ơi. Rồi cái mới dính vừa nãy các bạn, đây 5 cái rồi, dính 2 con. Rồi bây giờ đi tiếp các bạn ơi. Cái chiếc xe cổ đại của mình đi về xe kia hư hết các bạn ơi, đi mấy xe này mới còn. Đây con cái nha các bạn, đây có chú đó này cũng câu với mình, thăm chuột với mình. Ô dính con nữa bạn ơi. Rồi đây cũng được chứ không gọi là bự quá. Này mình đặt ngay nhánh cà na nha bạn, quay xuống sông, quay miệng xuống sông nha. Này tại vì nó có bụi chút đưa lên các bạn nên đặt quay miệng xuống dưới, còn quay xuống đây cũng có, nhưng đây cái này là hạn chế nè bạn, thấy trong bờ nó trống nè không, bạn quay lên đưa ngoài chuột khả năng dưới kia nó truyền vô nhiều hơn. Rồi giờ đi tiếp nha các bạn. Đơn giản ăn. Dạ. Mà không ai ngờ tới luôn nhé. Chạy đó đâu ai ngờ tới dính chuột đâu phải không? Ngạc nhiên luôn. Còn chuột bự bành kia bạn ơi, giải luôn. Trời ơi chuột kìa. Quá đã. Trong bờ trống. Nè trong bờ trống. Dạ chống quá rồi, này quay miệng ra nha, chống thì quay miệng ra, trên dưới tùm ở dưới nó chạy lên, chứ đây chống đâu chuột đâu nào nó lại đây, nó bò lên cái kia nó chạy lên thôi, rồi xong nó chạy xuống nó bự lùm chuột khôn lắm. Rồi chạy banh kia luôn hả. Rồi giờ ấp máy đi tiếp nha bạn. Bốn con nha bạn, nghe bạn. Bốn con mà cũng có cái chục cái gặp à. 2 4 6 7 cái. Rồi, 7 cái gặp rồi bạn. Dính bốn con, chặt ba rồi đó. Chứ lùm này mình có cái nha bạn. Ở trên cây. Xa xa thấy dính rồi bạn, chuột bành kia luôn kìa. Đó các bạn thấy không? Ủa nó rớt cái gặp rồi bạn ơi. Nó muốn sảy rồi. Nó chạy tới chạy lui đó không, nó muốn sảy rồi, giờ không dám động mạnh nó tung mạnh ra đó các bạn. Rồi bây giờ mình ốp máy bạn ơi, ốp máy mình vô mình xử lý nó mới được, để không nó nhảy ra sảy uổng à. Rồi đây một cái nha bạn, cái cây dừa này khá lý tưởng ha, đây dính con đó, mình đặt lúc ở trên bạn, lúc cái tạo trên đó mà nó tuột, cái cắn với nó tuột không làm tới dưới luôn à. Này cái đây ra bù lùm, chuyền ra bù lùm, vừa không có ổ rồi bạn, này không có ổ, nhưng này khả năng là chuột dưới đất nó leo lên nó ăn đây, nó xuống nó không ái ra cái dừa này rất là trống, dưới đây trống lỏng luôn nè, chuột anh kia bạn ơi. Rồi bây giờ mình ếch máy mình dừng lại bạn, lấy nó xuống ha, quá chặn chuột.
Đó, thành quả nãy giờ nha bạn, nãy giờ dính 6 con rồi, 6 con rồi bạn. Đó, 1 con nữa các bạn. À, điên mình bạn quay ra không nét cho các bạn thông cảm nha, con mình nên xử lý lâu quá. À, đang con chuột bành kia luôn các bạn. Trời, đưa cái giấy, trứng giấy nó kìa trời. Hết hồn, để mình zoom to lên cho các bạn coi nha. Ây dù. Chuột này 200g á. Mấy con này 6 con là 1 ký. Rồi, giờ lấy xuống rồi. Chính mất thời gian của các bạn nha. Rồi, cái điểm này gần nhà mình luôn nha các bạn. Nãy giờ dính cũng khá. 7 con rồi, 7 con rồi. Rồi, bây giờ đi tiếp. Điểm này gầy đơn giản mà lụm nha. Đi xa nó thấy lụm. Đó, có nhánh bần nữa các bạn thấy không? Nhánh bần ngang. Con chuột còn coi. À. Đó, để nhánh bần ngang như gà đây có cầu bến, không có cầu bến bước xuống mà ngập rồi. Hồi đó mình ốp máy là mình bước xuống. Qua rồi đây có chú nhà nó đứng vào giờ. Hôm nay không sao bạn, bị chuột thì không đến đổi đâu. Ở trên đó nó có ổ nha bạn. Trên cái lùm đó bên đó, con ta chỉ nó có ổ. Mới lụm được nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy xuống các bạn ơi. Các bạn nghe thông cảm như mình đang đeo khẩu trang nó không có được rõ ha. Rồi mình dừng lại mình xuống với mình xử lý nó. Rồi đây còn có hai cái cuối cùng nữa bạn. 5.000 một ổ. Điểm này không cần nói nhiều quá. Các bạn xem clip của mình thì sẽ thấy cái cây dừa này rất là quen thuộc ha. Đây tiếp tục dính nữa nha các bạn. Cây dừa này là mình tính từ hôm đầu mùa hôm nay, từ clip mà ra clip tới giờ đó, là cây này mình dính khoảng hơn 10 con các bạn. Cái này là đêm hôm mình không đi thăm, là nếu đi thăm thì khả năng dính 2 con á. Là cứ ban đêm ban thăm sáng là dính, là cứ cây này 2 con mà cây này không có ổ à. Vì cây này là một cây đường chuyền trung gian, nguyên cái đám dừa trong kia, dừa bên kia bụi trúc được cho nó chuyền qua, rồi bên kia bụi trúc nó có mấy cái cây liền với mấy cây dừa bên kia nữa đó, rồi nó chuyền qua cộng cái nhánh này là nhánh dây điện đi về dài dây điện vô cái đùm chuối đằng kia. Rồi giờ mình sẽ ốp máy mình lấy xuống các bạn ơi, để dính hết thời gian các bạn. Rồi các bạn xem mình đổ chuột nha các bạn. Nãy về nhà coi các bạn coi thành quả của mình luôn. Chuột này nó để cái lồng xuống là nó chạy vô bạn, có khe hở là nó phóng vô. Bê tông các bạn, bỏ cục bê tông để cho giữ cái gập lại, đừng cho cái gập bị gớt. Nay thu hoạch không có bằng đêm trước các bạn ơi, về hôm mưa quá chứ mình không có đi thăm, số gập nó bị sảy. Năm em còn nữa nha các bạn, từ từ bạn theo dõi. Có 19 cái rồi bạn ơi, xảy mấy cái. Ồ con này bự. Sáu chú. Bạn xem nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Để có động lực làm những clip tiếp theo các bạn xem vị trí. Thì chứ người ta cũng người thích coi chuột dừa, có chuột dừa chuột cây đó. Hấp dẫn hơn 70 đồng. 70 đồng thì có một quan cảnh một à. Còn chích cây, chi dừa này, chi dừa kia nó có cái sự hấp dẫn. 7 chú rồi hả? 7 chú rồi. Con này 8 chú. Ê
tới tám chủ rồi. Quá bảy chuột xong các bạn ơi, giờ chỉ bảy chuột qua dịch được không? Nhà trường mở cửa đi dạy lại. Chín chú các bạn ơi, tổng cộng là chín chú, 19 cái, trong đó xảy hết 2-3 cái uổng hết. Đó, chín chú này chắc cũng tầm khoảng hơn ký cái ru rồi. Nay cũng có được 50-60. Như vậy mua con cá lóc nấu canh là được. À, ăn chuột ăn đâu nổi bạn. Về để cho anh em hàng xóm vậy đó, người ta kiếm người ta ăn. Rồi mình thì mình mua con cá lóc, mua con cá miếng sườn vậy đó, bộ mình chục vậy đó để ăn các bạn. Ây dù, nhà có con nhỏ rồi các bạn ơi, màng bậy kiếm lâu lâu kiếm nó lon sữa rồi cũng được. Rồi mình kết thúc video đây nha các bạn. Xem thăm quá trình thăm bảy chuột thì đoạn sau nha.